chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, nếu so với các vùng trồng chuyên canh trái cây ở Việt Nam thì Bảo Lộc, Lâm Đồng ít được nhắc tới. Thế nhưng cũng chính tại địa phương này trong những năm gần đây lại tạo dựng được một thương hiệu trái cây mà người tiêu dùng rất ưa chuộng, chính là măng cụt Bảo Lộc. Mời bà con và các bạn cùng đến với vùng trái cây này ngay sau đây. Vườn măng cụt của anh Phạm Trung Hiếu ở thôn 8 Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc đã xuống giống cách đây 24 năm. Thử nghiệm với nhiều loại cây trồng như nhãn, vải, sầu riêng hay măng cụt. Cuối cùng, gia đình anh quyết định giữ lại măng cụt, loại cây trồng thích hợp nhất với khí hậu và đất đai nơi đây. Tổng diện tích 10 hectare, trang trại này dành hẳn 5 hectare chuyên canh măng cụt. Sản lượng mỗi năm từ 10 đến 12 tấn. Với chất lượng khá ổn định, anh đã tạo dựng nên thương hiệu măng cụt Ngọc Châu được nhiều người biết đến. Măng cụt có thời gian phát triển 10 năm mới cho thu hoạch, nhưng năng suất mỗi cây lại rất cao, vài chục đến cả 100 kg một cây. Hiện giá bán măng cụt ở Bảo Lộc từ 45 đến 65 ngàn đồng một ký. Với giá này thì nông dân trồng măng cụt có thể thu về một khoản lợi nhuận lớn. Cây măng cụt này nó rất là dễ trồng với cái vùng đất Tây Nguyên này. Nhưng mà khó khăn là bà con trong cái việc chọn giống và cái việc mà nói chung thì kỹ thuật ở vùng đất Tây Nguyên mình thì kỹ thuật trồng măng cụt cũng chưa có mạnh, chưa có rõ ràng lắm. Bà con muốn đa dạng hóa cây trồng để cái thu nhập nó đều đặn chứ nó không có bấp bênh như là mình trồng một loại cây như cây cà phê, cây tiêu. Mình đa dạng hóa cây trồng, cây ăn trái, cây cà phê, cây tiêu thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà lời khuyên của tôi dành cho bà con là mình phải tìm đến những nhà vườn đã trồng rồi, đã có thu hoạch rồi thì mình học hỏi kinh nghiệm nó sẽ tốt hơn là mình nghe lời những người bán giống. Với khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp đã tạo cho trái măng cụt ngon, đẹp cả về hình thức lẫn mẫu mã và chất lượng. Lớp vỏ mỏng, đẹp, căng mịn và bóng đều, cơm dày, trắng muốt, độ chua ngọt rất thanh và tỷ lệ hư hao cực kỳ thấp. Chỉ sau một vài năm tiếp cận với thị trường, măng cụt Bảo Lộc đã thực sự có chỗ đứng và nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Theo anh Hiếu, măng cụt không hề khó trồng và khâu quan trọng nhất là xử lý sau thu hoạch. Mình xử lý sau thu hoạch là chủ yếu. Cây măng cụt rất là khó trồng những năm đầu nhưng mà những năm sau thì nó rất là đơn giản. Mình sau thu hoạch mình xử lý, mình bón phân chuồng nhiều, phân hóa học, rồi mình xịt nấm, mình xịt sâu rồi thì xong, sau đó là mình để vậy thôi, mình không có chăm sóc tốn công cán nhiều như là những cái cây trồng như sầu riêng. Cũng như gia đình anh Hiếu, ông Vũ Phi Hùng có hơn 4 hectare trồng măng cụt ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc với hơn 30 năm tuổi, trồng xen canh măng cụt với cà phê và hiện ông kiêm luôn việc thu mua cho bà con quanh vùng. Tuy nhiên, loại trái cây này hiện chưa được quan tâm đúng mức. Trái măng cụt Bảo Lộc hiện tại bây giờ phát triển rất là mạnh và hầu như nhà nào cũng có. Nếu trên đường đi từ đây ra ngoài kia, ra tới ngoài quốc lộ, thì nếu để ý thì hầu như nhà nào cũng trồng. Phát triển rất là mạnh nhưng mà nó chưa được đưa vô cây trồng chính bởi vì chủ yếu là người ta trồng xen với cà phê. Chính vì vậy, rất nhiều nông hộ trồng măng cụt ở Bảo Lộc mong muốn xây dựng được nhãn hiệu cho loại trái cây này, thành lập các tổ hợp tác xã để đưa măng cụt Bảo Lộc đi xa hơn. Hiện nay thì chúng tôi đang liên kết với các vườn khác để mong muốn là đưa cái sản phẩm măng cụt này nó được về những cái siêu thị, những cái về tới Sài Gòn. Tại vì cái chất lượng trồng măng cụt ở vùng Bảo Lộc này rất là tốt nhưng mà nó trồng thì nó manh mún, nó nhỏ lẻ nên không có đáp ứng được cái nhu cầu của những cái siêu thị, những cái xuất khẩu. Nên chúng tôi là mong muốn là hợp tác, liên kết với các vườn khác để mình đưa cái sản phẩm măng cụt này nó đi xa hơn, nó có tiềm năng xuất khẩu. Hiện toàn thành phố Bảo Lộc có trên 500 hectare cây ăn quả các loại, chủ yếu là các loại bơ, sầu riêng, măng cụt. Trong đó riêng măng cụt
tổng diện tích đạt trên 100 hectare. Nhờ giá cả và hiệu quả kinh tế cao, cùng với tuổi thọ và thời gian cho thu hoạch trung bình lên đến 100 năm, trong khi chi phí đầu tư chăm sóc không cao, loại cây này vẫn đang tiếp tục được nhân rộng thay thế phần diện tích cà phê hoặc các loại cây trồng già cỗi hoặc trồng sen canh nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất canh tác trên cùng đơn vị diện tích cũng như tiết kiệm công chăm sóc và chi phí đầu tư. Nhu cầu thu mua măng cụt tại Bảo Lộc luôn ở mức cao, thị trường tiêu thụ rộng mở, nhất là thị trường tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, để tạo được thương hiệu riêng của Bảo Lộc so với các vùng miền khác, thì việc phát triển hợp lý theo chuỗi sẽ là hướng đi bền vững cho nông dân. Và điều này cần sự quyết tâm cũng như đồng lòng của người dân và các cấp chính quyền.